Mạng xã hội mới đây xuất hiện hình ảnh thiệp cưới của Tony Ngô, cựu thành viên nhóm 365 và Hoa hậu Kiều Ngân. Cả hai ấn định ngày kết hôn vào ngày 25 tháng 1 năm 2024. Tin tức về ngày vui của cặp sao làng giải trí Việt nhận được sự quan tâm của công chúng, nhiều người gửi lời chúc phúc. Bên dưới bài đăng về thiệp cưới, đồng nghiệp và người hâm mộ Tony Kiều Ngân gửi nhiều lời chúc mừng đến hai sao Việt. Vì ngày tổ chức hôn lễ cận kề Tết Nguyên đán 2024, cả hai đã sớm gửi thiệp mừng và nhắn tin với từng khách mời để đặt hẹn. Tony Ngô và Kiều Ngân đều sinh năm 1989. Họ tình cờ gặp nhau vào năm 2017 thông qua bạn bè chung. Năm 2019, tức 2 năm sau khi hẹn hò bí mật, cả hai chính thức công khai mối quan hệ. Tony Ngô từng là rapper chính của nhóm nhạc 365. Năm 2013, anh bất ngờ rời nhóm. Người mẫu Kiều Ngân từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại Mỹ năm 2015.